Hello em, đúng là hôm nay mình bắt đầu chở con hạt lay đi bảo dưỡng lần đầu nha. Con này của anh Thạnh Võ nha anh em. Chip bóp. Lên luôn anh, lên luôn. Chạy lên luôn. Ê, khoan. Hồi lên. Ghe lên anh, quăng chấn đi. Cho đẩy lên Thạnh. Rồi. Ok anh. Rồi đẩy vô anh Ben người lên luôn anh ơi. Vô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.